Nhà thờ này mình, đại đồng này mình xây được trong vòng bao nhiêu năm rồi không? 5 năm tròn. 5 năm tròn ạ, vâng. Ông cho hỏi giáo xứ cũng như đền thánh đại đồng tước hiệu là Vua Vũ Trụ ạ? Vua Vũ Trụ trước đây là Thánh Tâm. Thánh Tâm. Nhưng mà sang thời Đức Cha này thì Ngài chuyển cho là Chúa Kitô Vua Vũ Trụ vì ở bên Bùi Chu này, ở Hưng Nghĩa này cũng tước hiệu Thánh Tâm. À, Thánh Tâm có nghĩa là mình cho nên là Đức Cha mới này chuyển tước hiệu Kitô Vua. Vâng. Nhưng khỏi trùng. Nhân danh của đền thánh được đông không ạ? Nhân danh ấy thì bây giờ nói riêng với họ nhà xứ thì xấp xỉ 4.000. 4.000. Xấp xỉ 4.000. Vậy là cũng lớn lắm. Còn lại là nếu các họ trực thuộc nữa thì khoảng 6.000. 6.000. Hơn 6.000. Đền thánh đại đồng được tổng thể bao nhiêu giáo họ này? Giáo họ thì đúng bước ra thì chúng tôi ở đây thì trước đây thì đông lắm. Và nhưng mà mới từ năm 99 đến giờ là tách ra bây giờ tách ra nhiều xứ lắm rồi. À, vâng. Tách ra bây giờ là như chúng tôi trước đây như là nói đấy bác thì không hiểu được, nhưng mà về phía đông này, dạ. Về phía đông này bây giờ là tách ra là 3 xứ rồi. Dạ vâng. Đấy. Còn về phía tây này là tách ra một xứ, có nghĩa là 4 xứ rồi. 4 xứ. 4 xứ rồi. Ở giáo xứ này ra 4 xứ rồi. Còn các họ trực thuộc thì bây giờ chúng tôi thì hiện tại ở đây là còn có đi 1 2 3 5 họ. 5 họ đấy ạ. 5 họ đấy thôi. Còn trước đây là cái thời năm 99 thì đồng rồi. Vậy nhà thờ này mà lễ lớn là của giáo xứ là chật kín hết luôn không nhỉ? Chật kín luôn. Vâng. Bên ngoài này nếu như những cái cuộc đại lễ là vâng. Con biết là đền thánh đại đồng này cũng có tiếng ở tom lắm. Có nhà bên đấy con cũng nghe đây là con hỏi hôm nay bằng giá nào để sang đây tham quan. Vâng. Có gì thì nên tận mắt được chiêm ngưỡng ngôi thánh đường đền thánh đại đồng. Vậy là không. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Hiện tại Thủy đang có mặt tại đền thánh Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, hay còn gọi là đền thánh Đại Đồng, giáo phận Bù Chu. Hôm nay Thủy về đây gửi cho các bạn những hình ảnh mới nhất của thánh đường đền thánh Đại Đồng quý vị nhé. Rất mong quý vị cùng đón xem. Đây là cái cổng khu đầu nhà thờ dẫn vào đầu nhà thờ đền thánh Đại Đồng.
Rồi, giờ mời tất cả các bạn vào bên trong tham quan ngôi thánh đường Đền Thánh Đại Đồng quý vị nhé. Trời, thời tiết vào mùa hè nó khá là nóng bức. Thì cố gắng thì quay những hình ảnh chi tiết nhất có thể gửi tới cho tất cả quý vị. Đây, khu vực đầu nhà thờ đây quý vị, rất là đẹp. Nhà thờ được sơn một màu rất là sang và đẹp quý vị này. Các bạn thân mến, hiện tại Thùy đang đứng ở cuối nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng thuộc giáo phận Bùi Chu. Đền Thánh Đại Đồng rất là đẹp quý vị ạ. Tước hiệu của Đền Thánh Đại Đồng là Chúa Kitô Vô Vũ Trụ quý vị nhé. Thì rất vinh dự hôm nay đang có mặt tại Đền Thánh Đại Đồng, một ngôi thánh đường mới. Và thánh đường thì đã hoàn thiện và xong rồi quý vị ạ. Được sơn được một màu kem, một màu vàng rất là đẹp quý vị. Và khuôn viên người ta đang xây dựng đây quý vị. Người ta đang trang trí khuôn viên rất là đẹp và rộng. Đền Thánh Đại Đồng thì quý vị nhìn thấy thì khu vực cuối nhà thờ cũng khá giống với lại quy mô của nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình. Còn bên trong thì tùy người ta đang đóng cửa thì không biết là có vào được hay không. Tí nếu mà vào được thì Thùy sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ Thùy mời các bạn tiến gần đến cuối nhà thờ nhé. Ở cuối nhà thờ thì có hai tượng đài hai vị thánh tông đồ Phaolô và Phêrô đây quý vị này. Rất là lớn luôn và đẹp. Chú à. Đền Thánh rất là đẹp quý vị. Mình sẽ cố gắng mình quay chi tiết gửi tới cho các bạn những hình ảnh của Đền Thánh Đại Đồng quý vị nhé. Chú đó. Đẹp quá chứ nhờ. Nhà thờ bên trong vậy là xong hết rồi chú. Xong hết rồi. Vâng. Đấy, chùm đây này. Đi vào thì qua chùm. Không chùm ơi. Cho con vào con quay trong nhà thờ tí được không? Làm kỷ niệm tí. Vâng, thấy đẹp quá lại ngay bên Thái Bình quá ạ. Nhà thơ bên trong là xong hết rồi. Trung nhỉ. Wow. Nhìn giống kiến trúc bên trong giống Roma. Nhìn rất là sang. Rất là đẹp. Vậy là bây giờ chỉ còn bên ngoài xây thành dậu nữa với lại khuôn viên nữa là vâng là xong hết ạ. Rất là đẹp luôn. Đây là bên trong nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng quý vị nhé. Thì tước hiệu của nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng là Chúa Kitô Vô Vũ Trụ. Thì rất vinh dự ông trùm cũng mở cửa cho vào chiêm ngưỡng ngôi thánh đường. Thánh đường mới xây dựng còn rất là thơm tho mùi sơn. Quý vị thấy mái bên trên được thiết kế rất là đẹp quý vị này. Những hàng ghế này là hàng ghế mới quý vị này, hàng ghế ở bên giữa này là hàng ghế mới luôn quý vị. Rất là đẹp luôn. Nhà Chúa rất là đẹp luôn quý vị ạ. Và người ta cũng đang trang trí tượng quý vị, tượng người ta cũng đang làm tòa vàng.
Nói chung là bên trong được 99% rồi quý vị ạ, gần xong hết rồi. Rất là đẹp luôn. Vào. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Nhìn cái tùm ở bên trên, cái vòm rất là đẹp luôn. Được cuốn những trang trí rất là cầu kỳ quý vị. Quý vị thấy bên trong khá là rộng, hai hàng ghế khá là dài và bên cạnh cũng có hai hàng ghế nữa. Ghế được làm gần như mới hoàn toàn. Và những cái cột đây là được giả đá quý vị ạ, sơn giả đá rất là đẹp luôn quý vị này. Và đây là không gian thánh rất là đẹp luôn. Mình nghĩ là sau này hoàn thiện mọi chi tiết thì nơi đây là một nhà thờ đền thánh rất là đẹp. Mình khá ấn tượng kiểu dáng cũng như là màu sắc ở đây rất là đẹp. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Mấy cái ô cửa được thiết kế những cái ô caro được sơn màu xanh, màu đỏ, màu vàng rất là nổi và đẹp. Đây mình sẽ tiến lại gần cho các bạn xem nhé. Mấy cái chỗ này cũng là một cái chỗ tòa nữa này, nhưng mà người ta chưa xong. Bên kia thì người ta đang làm, quý vị. Quý vị thấy đẹp không? Tuyệt vời. Những cột này người ta được sơn màu giả đá quý vị, rất là đẹp. Những cái kính đó được sơn màu xanh, màu trắng, đủ thứ màu rất là đẹp luôn. Chú ạ, bác ạ. Nhà thờ đẹp quá ạ. Vâng. Con hơn tính như nhìn cột này rất giống nhà thờ Bác Trạch. Giống à? Đền thờ Bác Trạch. Bác Nguyên Bác Trạch à? Vâng ạ. Con vào cái là... Nhưng mà cầu kỳ thì ít chi tiết hơn một chút thôi. Nhưng mà cái sơn này rất là đẹp. Đấy, có cái gì ở ngoài ông mà bên chính, bên vật chính này. Dạ vâng. Vậy là nhà thờ này mình, Đại Đồng này mình xây được trong khoảng bao nhiêu năm rồi không? 5 năm tròn. 5 năm tròn ạ, vâng. Ông cho hỏi giáo xứ cũng như Đền Thánh Đại Đồng tước hiệu là Vua Vũ Trụ ạ? Vua Vũ Trụ trước đây là Thánh Tâm. Thánh Tâm. Nhưng mà sang thời Đức Cha này thì Ngài chuyển cho là Chúa Kitô Vua Vũ Trụ vì ở bên Bùi Chu này, ở Hưng Nghĩa này cũng tước hiệu Thánh Tâm. À, Thánh Tâm có nghĩa là mình... Cho nên là Đức Cha mới này chuyển tước hiệu Kitô Vua. Vâng. Thì khỏi chủng. Nhân danh của Đền Thánh được đông không ạ? Nhân danh thì bây giờ là nói riêng với họ nhà xứ thì xấp xỉ 4.000. 4.000. Xấp xỉ 4.000. Vậy là cũng lớn lắm. Còn lại là nếu các họ trực thuộc nữa thì khoảng 6.000. 6.000. Hơn 6.000. Đền Thánh Đại Đồng được tổng thể bao nhiêu giáo họ? Giáo họ thì đúng bước ra thì chúng tôi ở đây thì trước đây thì đông lắm. Vâng. Nhưng mà mới từ năm 99 đến giờ là tách ra bây giờ tách ra nhiều xứ lắm rồi. À, vâng. Tách ra bây giờ là như chúng tôi trước đây nói đấy bác thì không hiểu được, nhưng mà vâng. Về phía đông này, dạ. Về phía đông này bây giờ là tách ra là 3 xứ rồi. Dạ vâng. Đấy. Còn về phía tây này là tách ra một xứ, có nghĩa là 4 xứ rồi. 4 xứ. 4 xứ rồi. Ở giáo xứ này ra 4 xứ rồi. Còn các họ trực thuộc thì bây giờ chúng tôi thì hiện tại ở đây là còn có đi 1 2 3 5 họ. 5 họ đấy ạ. 5 họ nữa.
Còn là... trước đây là cái thời năm 99 thì đồng là 11 nhà họ. Nhà thờ này mà lễ lớn là của giáo xứ là chật kín hết luôn không nhỉ? Chật kín luôn. Vâng. Bên ngoài này là nếu như những cái cuộc đại lễ là vâng. Con biết là đền thánh Đại Đồng này cũng có tiếng ở tom lắm. Có nghĩa bên đấy con cũng nghe đây là con hỏi hôm nay bằng giá nào để sang đây vâng, tham quan. Vâng, bác tham quan. Vâng. Có gì thì... nên tận mắt được chiêm ngưỡng ngôi thánh đường đền thánh Đại Đồng. Vậy là trong vòng 5 năm xây dựng hoàn thiện của ngôi thánh đường. Vậy là ngôi thánh đường Đại Đồng này đã cắt băng khánh thành gì chưa hả ông? Chưa. Chưa, vâng. Dự tính là mà Đức Cha cho rồi là đến 16 tháng 8 này là lễ mừng công. À, vậy, lễ mừng công. Vậy thì... với là lễ mừng công. Lễ mừng công, vâng. Nó thì nói thật đấy bác là chúng tôi thì trong cái dự trù thì nó chảy đi. Vâng. Vì nó liên quan đến nhiều vấn đề là một hai là nhất là cái dịch Covid. Vâng, cái dịch Covid vừa rồi. Dịch Covid, vâng. Đấy, nếu như không ấy thì có lẽ là sau cái tuần bát nhật phục sinh là triển khai mừng công. Dạ vâng. Nhưng mà rồi nó chệch đi cho nên là bây giờ là phải lui lại. Đúng ra thì vậy là sau lễ Thánh Đa Minh đi nhỉ? Vâng. Vậy là sắp rồi. Sau sau là Thánh lễ Đa Minh. Vâng. Lễ Đa Minh mùng 8. Vâng. Mùng 8 và đến 16. Dạ, với lại lễ Đức Bà. Con lễ sau Đức Mẹ Trời một đấy, ngày. Đấy đấy, Đức Bà. Sau lễ Đức Mẹ Trời một ngày. Dạ dạ. Đức Mẹ Trời 15 tháng 8. 15 tháng 8. Còn đây thì Đức Cha cho phép của tôi là mừng công vào ngày 16. Dạ dạ. Vâng vậy con cảm ơn ông nhé. Ông đã chia sẻ rất bác là... bác cứ đi tham quan đi. Rất hữu ích. Tại con là bác thấy là mình và đôi khi... tôi đang mong muốn là các bác tới rồi tham gia để có những cái gì thì... Vâng, con thấy đẹp lắm. À. À, nếu mà quý vị ở xa gần, quý vị có dịp và trở về đây tham quan ngôi thánh đường và ghé thăm thánh đường đền thánh Đại Đồng này thì thật là tuyệt vời. Quý vị chụp và lưu lại những kỷ niệm đến xin ơn cũng như là đến thánh lễ ở đây. Chúng tôi thì đặc biệt cái là rất là ý nói nghĩa. Thật với bác là bây giờ là cha chánh xứ của chúng tôi ngài giỏi. Vâng. Giỏi giang. Vậy cha chánh xứ ở đền thánh Đại Đồng là cha gì ạ? Giuse Phạm Văn Hy. Giuse Phạm Văn Hy. Vâng. Quê ở Sa Châu. À quê ở Sa cũng Châu. Cũng ở trong cái huyện này. Dạ vâng. Cái huyện này. Vâng. Những ai là cha chánh xứ mà lại quản hạt luôn. Đấy là quản hạt Bắc hay là quản hạt ở cái miền Đại Đồng không tôi? À miền Đại Đồng luôn. Miền. Vâng. Quản hạt miền. Thường ở bên đây mình con là phân Bắc về Nam. Vâng. À, ví dụ ở khu của huyện Tiền Hải thì Nam vâng. Bắc, Bắc Tiền Hải, Nam Tiền Hải. Đấy chúng tôi thuộc về Đông, vâng, phía Đông, Đông huyện, phía Đông, Đông huyện. Thì cha quản hạt ở đây là cha quản 13 xứ. Lớn, vậy là cũng lớn lắm. 13 xứ. Vậy là chầu của giáo xứ vào dịp nào không nhỉ? Chúa Nhật 34 thường niên. Chúa Nhật 34 thường niên. Vâng. Đấy, vào ngày Chúa Kitô vũ trụ. Dạ vâng. Trước đây thì tước hiệu Thánh Tâm thì chầu vào tháng 6. Tầm tháng 6. Vâng. Nhưng bây giờ này chuyển sang Chúa Kitô vua thì năm nào cũng vậy vào Chúa Nhật 34 thường niên. Dạ vâng. Vâng con cảm ơn ông nhé. Vâng, vâng. Con bác đi. Lên trên sàn tí. Vâng vâng. Con quay vâng, vâng. 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 À, hôm nay thì đúng là tận mắt. Rất là đẹp quý vị nhé. Là thờ đền thánh Đại Đồng. Đây là mình đang đứng ở trên sàn tháp chuông quý vị nhé. Đây quý vị nhìn từ trên cao quý vị nhìn đền thánh Đại Đồng quý vị này. Rất là đẹp luôn. Đẹp quá anh nhỉ. Và đây các bạn nhìn từ trên sân
trên sàn các bạn nhìn xuống dưới cuối nhà thờ ấy. Đây, cuối nhà thờ đấy các bạn. À, khu quảng trường rất là rộng. Rất là rộng luôn. Hôm nay dẫn các bạn đi tham quan một vòng của thánh đường nhà thờ Thánh Đại Đồng, hay còn gọi là Chúa Kitô Vua Vũ Trụ quý vị. Đây là lên tháp chuông quý vị này. Trên này lên một cái tầng nữa đây, cái tháp chuông quý vị nhé. Đây quý vị, đó tháp chuông. Trên này hiện tại mình nhìn thấy một quả chuông. Một quả chuông. Và quý vị nhìn tiếp từ trên cao xuống này, nhìn rất là đẹp luôn. Mình rất là ngưỡng mộ và thích. Rất là đẹp luôn. Nhà Chúa rất là đẹp và uy nga luôn quý vị này. Này thì quý vị gần lên đến mái này quý vị này, quý vị nhìn rõ hơn này. Ô rất là kỳ công, rất là nhiều là chi tiết. Rất đẹp luôn quý vị. Đây là cái mái ngói quý vị nhé. Chỗ mái ngói này. Mình quay, cố gắng quay rất chi tiết gửi tới cho tất cả các bạn những hình ảnh của thánh đường nhà thờ Thánh Đại Đồng quý vị nhé. Còn lối này lối lên trên sân. Mình sẽ cố gắng mình nhìn. Đây, trên gió rất là to quý vị ạ. Đây, trên mái ngói quý vị nhé. Đây là trên mái ngói các bạn. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là mái hạ quý vị nhé. Mái thượng thì mái trên kia cao quá thì không thể lên được. Quý vị nhìn đây thì quý vị nhìn thấy ở bên cánh trái bên hông nhà thờ. Bên hông nhà thờ này. Họ đang làm cái khu công viên cũng như là khuôn viên của nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng. Đây các hoa văn mãi bên trên mà nhìn rất là đều. Rất là đẹp luôn. Thôi bây giờ Thủy xin mời các bạn tham quan một vòng nữa rồi thì rất là đẹp luôn. Bây giờ là đầu giờ chiều nên là các bác thợ đang chuẩn bị tới nhà thờ để làm những công việc còn lại quý vị ạ. Vậy là đến 16 tháng 8 này là mừng công Đền Thánh Đại Đồng quý vị nhé. Mình rất mong có dịp đó mình sẽ có vinh dự được về đây quay cho các bạn. Bây giờ mình mời các bạn đi bên xuống nhé. Tháp chuông rất là rộng. Thế này là tháp chuông quý vị này. Rất là cao. Mình không thể leo lên được. Bây giờ mình đi xuống đi sang khuôn viên của nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng. Thank you.
cao bác nhé. Lên xuống phê phết. Bác sơn lên. Đây là đang ở khu vực cuối nhà thờ đây các bạn. Giờ mình sẽ mời các bạn đi vòng vòng quanh của ngôi thánh đường nhé. Sẽ trở về nơi đền thánh để cùng hỗ trợ, nhất là cụ việc cùng với các con trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa được kính mời các cụ, công tác bà và tất cả cộng đoàn chúng ta kết thúc công việc gia đình trở về nơi đền thánh để cùng với các ông trong thời gian lao động trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng được kính mời. Khu vực cuối nhà thờ hai tháp rất là đẹp luôn quý vị ạ. Giờ mình sẽ đi sang bên hông nhé, mình sang bên cánh trái này trước này, gửi cho các bạn những hình ảnh. Mấy cái sòng cửa quý vị thấy thiết kế rất là đẹp luôn quý vị ạ. Được sơn, mình không nghĩ không biết là đây có phải bằng đồng không. Nhưng mà, cô ơi, mấy sòng này là bằng đồng hay là ấy cô? Hay là mạ đấy ạ, nhìn đẹp nhỉ. Rất đẹp luôn. Mình sẽ đi vòng quanh ngôi thánh đường cho các bạn xem nhé. Khuôn viên này làm xong đẹp lắm cô nhỉ. Vậy là ngôi thánh đường này đã xây dựng trong vòng 5 năm và đã hoàn thiện. Giờ chỉ còn mỗi bên khuôn viên của nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng thôi quý vị ạ. Tước hiệu của Đền Thánh Đại Đồng là Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Đây một số mộ các ngài đã ăn nghỉ ở đây. Nghỉ nơi đây quý vị. Nhờ không biết là mờ quá mình không thể đọc được. Quay đi. Vừa vào đó thờ đẹp lắm. Ừ. Lên được cả trên. Lên trên đâu cơ? Nóc. Đằng này à? Ừ. Rất đẹp. Đẹp nhỉ. Cái này đúng rồi, đứng bên kia. Rồi nào cũng đẹp. Đây là khu vực đầu nhà thờ nhá. Thì đang có mặt ở chỗ đầu cây thánh giá của đầu nhà thờ đấy quý vị này. Ai, nó đẹp nhỉ, đây có tượng. Có cái tượng Thánh Cả Giuse phải không? Đúng rồi. Ở đâu nhà thờ? Ngay đầu thánh giá luôn quý vị. Rất là đẹp. Công nhận kiến trúc nhà thờ đẹp. Cái gì ạ? Còn đây là nhà chung nhé, nhà chung của Đền Thánh Đại Đồng quý vị. Khuôn viên rất là rộng. Bây giờ Thủy sẽ đi sang bên cánh phải từ cuối nhà thờ lên quý vị nhé. Đi tham quan một vòng cho quý vị hình dung rõ được ngôi thánh đường. Đến ngày 16 này là mừng công nhà thờ Đền Thánh Đại Đồng quý vị ạ. Rất vui mình được biết thông tin này, thì có thể mình không gì thay đổi, mình sẽ sang đây mình gửi cho các bạn những hình ảnh những ngày đó cho quý vị coi. Để nắng vào đẹp ạ. Cơn đẹp nhỉ. Quay lại để phun luôn chứ không ngăn.
thì ngắt mấy đoạn để làm intro á. Này nắng vào gọi đẹp thật. Đi nữa đi. Trời xanh ngắt. Các kia đang làm ghế. Đó. Này. Đẹp thật. Như ở bên châu Âu. Đây khuôn viên bên này rộng hơn bên kia luôn. Vẫn đang thi công. Đây là nhà nguyện này. Còn đây là chắc chỗ để trong khu nhà nguyện này. Chào bà. Bà làm ghế à? Vâng ạ. Đây các bác đang làm ghế nhà thờ đền thánh Đại Đồng nhé. Có thấy bên trong gần đủ ghế rồi, mấy cái đấy. Vâng. À, hai bên cạnh ạ. Vâng. Đây ghế ở bên cạnh của nhà thờ đền thánh Đại Đồng. Đây là hoàn thiện này. Đẹp hết. Có 7 mét căn. Nhưng mà nó dặn có xe máy ấy. Mình lại trở về khu vực cuối nhà thờ quý vị nhé. Cái này mình có mà flycam mình bay thì các bạn chiêm ngưỡng từ trên cao thì rất là đẹp. Tuyệt vời không?